Mình là Quốc Hưng. Có thể các bạn không tin nhưng mà mình đã từng là một người rất là béo với số cân nặng là 103kg. Nên mình đã tìm đến gym. Và sau khi mình tìm được một người huấn luyện viên chỉ dạy và dẫn nâng đỡ mình thì mình đã giảm được 20kg. Đối với một người tập gym chuyên nghiệp như mình thì môi trường tập luyện là một điều yếu tố rất là quan trọng. Mình tập thử ở đây 7 ngày cũng không mất mát gì cả. Thì mình hoàn toàn ưng ý và hài lòng với lại dịch vụ ở đây. Mình thấy S-Play Gym là một phòng gym có những máy móc hiện đại và đầy đủ. Không gian thì thoáng mát, xanh, thoáng. Và mình cực kỳ thích ở đây là thái độ của nhân viên. Và mình nghĩ S-Play Gym là lựa chọn tối ưu mà bạn có thể nghĩ đến.